Rất vui mừng được chào đón quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ Cơ hoa trong giờ đọc truyện hôm nay. Mến chúc quý vị và gia đình ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Misa nơi đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ cho giọng đọc xứ cờ hoa trong suốt thời gian qua. Ước mong quý vị sẽ tiếp tục thương yêu giọng đọc nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè cùng người thân biết đến giọng đọc xứ Cô Hoa nữ nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, Misa xin gửi đến quý vị một truyện ngắn rất hay, rất cảm động. Truyện nói về cuộc đời của chị Tư ù bán cá ở dưới giấm lò heo. Và bây giờ, Misa mời quý vị cùng theo dõi truyện ngắn hay chị Tư ù của tác giả Tiểu Tử vị có những phút giây nghe truyền thì là thoải mái. Chợ cá hồi đó nằm trên khoảng đất trắng xi măng giữa bờ sông và nhà lòng chợ, chung với hàng rau cải và trái cây. Về sau, thấy việc bơm nước rửa chợ cá vẫn không làm trôi hết mùi tanh của nhớt cá thấm vào xi măng. Nhà chức trách trong làng cho xây chợ cá chồm hẳn ra sông, bằng gỗ theo điệu nhà sàn chống chân xuống nước nhưng bề mặt rộng như một cầu tàu. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, bởi vì vừa rửa chợ ngay trên mặt sông, vừa có chỗ cho ghe thuyền cặp vào để lên hàng. Ngoài ra còn thêm một tam tiện nữa là chiều chiều người ta hay ra đó để câu cá hoặc hóng mát bởi vì chợ chỉ nhóm có buổi sáng thôi. Ở chợ cá, chị Tư ù là xếp xong, không phải chỉ tại vì cái sự to thuyền lớn bánh của chị, mà còn tại vì chị thuộc vào gia đình bán cá, bán mắm lâu đời nhất ở trong làng. Bắt đầu là bà ngoại của chị từ thuở chưa có chợ nhà lòng. Hồi đó chợ còn nhóm lộ thiên ở dưới xóm loài heo. Kế đó là má của chị. Thời này ở nhà không còn làm mắm, bán mắm, chỉ bán cá thôi và đã dọn về căn phố trệt nằm ngang hông chợ và bây giờ là đến phiên chị tư trong nhà con tư học hành thì dở nhưng lại chịu cực giỏi lại biết bương chải làm ăn chỉ có nó mới nối nghiệp tao được cũng như tao đối với bà ngoại bay hồi đó vậy á má chị tư thường nói như vậy hồi còn sanh tiền á hồi lúa con vừa mới lớn về sau quả đúng như vậy mấy đứa kia sau khi dựng vợ gái chồng xuống sài gòn làm việc cho nhà nước có đứa làm cho hãng tư ở đâu tuốt ngoài trung xa lắc xa lơ chị tư ở lại nối nghiệp sau khi bà già chỉ nằm xuống rồi bởi vì có sự mẹ truyền con nối ba đời như vậy mà không riêng gì ở chợ cá trong làng ai cũng biết tiếng chị Tư và bạn hàng cá cũng nể nang một phần. Hổng danh Tư ù không phải mới có sau này mà đã có từ hồi chị Tư còn nhỏ. Trong nhà chỉ có một mình con Tư là sổ sữa hơn hết à. Má chị thường nhắc chuyện này vì bà rất hãnh diện đã làm một việc không phải ai cũng làm được. Bà kể Hồi xanh nó ra, tao rặn muốn bứt hơi luôn. Tưởng đâu tao ngẫm rồi chứ. Mai nhờ bà mụ cũng giỏi, bà rặn phụ tiếp sức mấy lần. Con nhỏ mới chịu lọt ra. Ý, nó lì từ trong bụng chứ phải mới đi đâu bay ơi. Bà hay ngừng ở đó một chút, xỉa cục thuốc qua lại mấy lần. Làm như để nhớ lại cái đau thở đó và cái nhẹ sau khi đã sổ lòng đứa con. Rồi lúc nào bà cũng tiếp. Bà mũ mà còn phải công nhận là cả làng này chưa ai sanh đứa nhỏ nào bự bằng nó hết. Ai tới thăm khi bồng nó lên cũng nói là nó nặng như con tay. Tía bay đi ruộng về thấy cũng phải hết hồn á. Rồi cũng vì cái sự nặng như con tay mà mấy bà, mấy cô sớm chợ hay tới lui ẩm bồng nựng niệu bé Tư. Bé Tư ăn mau chóng lớn, lúc nào cũng u na ú nần, hay cười, dễ ngủ nên trong xóm ai cũng thương. Mãi đến khi vào trường tiểu học, trẻ con trong trường mới đặt cho danh hiệu Tư ù, từ đó thành tên luôn hồi đó trong lớp hai đứa học dở nổi danh là con tư ù và thằng út cón thằng này người Tàu, tên lý cón con trai út của chú phấn thợ bạc vợ chồng chú phấn sanh một bầy con gái rồi ngưng ngang tám năm sau thím phấn bỗng lại có bầu lần này hai vợ chồng đưa nhau về chợ lớn đi mấy chùa chiền cầu nguyện cúng gái dữ lắm sau đó Sanh út con cho nên cả nhà chú Phấn cưng nó như vàng. Nó muốn gì được nấy. Đến nỗi khi đến tuổi đi học, nó không chịu đi, là cả nhà cũng làm thinh. Cho tới lúc thấy nó lớn đại rồi mới tìm cách dụ dỗ, nói khích để nó cấp cặp vào lớp. Vì vậy khi nó đi học với tư ụ thì nó đã lớn hơn tới 4 năm tuổi. Trái với tư ụ, Út có gầy nhôm trắng nhách, tánh tình thì hay hờn hay giận. Trong lúc tư ù lại xong sáo du côn như con trai. Vậy mà hai đứa lại thích nhau, lúc nào cũng đi chơi chung và gọi nhau bằng bồ. Tiệm vàng của chú Phấn nằm ở dãy phố trệt phía bên kia nhà lòng chợ, thành ra đối diện với nhà má tư ù vì hai nhà nằm trịch về phía bờ sông ngang sân xi măng nên từ nhà này có thể nhìn thẳng qua nhà bên kia mà nói chuyện cũng được chỉ cần nói lớn tiếng một chút là nghe rõ sáng nào á tư ù cũng lon ton chạy qua tiệm vàng để cùng đi học với út con chứ không đi chung với mấy đứa trong nhà lâu lâu á con tư bị kẹt gì đó thì thằng con ra đứng trước cửa tiệm réo ù ừ ơi ơi ừ! ù bộ làm khỉ dĩ bển mà chưa chịu qua hả có hôm cả hai đứa cùng trễ nghe tiếng trống trường đánh thúc tới mới hè nhau chạy cười hắc hắc giống như chạy đua vào lớp vậy những ngày nghỉ tụi nó hay rủ nhau lên chùa ăn cắp nhãn thật ra tụi nó còn quá nhỏ để trèo lên mấy cây nhãn trong vườn sau cuối chùa nên đến đó chỉ để lượm nhãn dơi ăn làm rớt rải rác dưới đất nhưng vẫn nói là đi ăn cắp cho nó quay út con hay đem hột nhãn về nhà lấy dao cắt khoanh móc bỏ ruột còn lại cái vỏ đen quyền bóng lưỡng làm nhẫn đeo vào ngón tay của bồ của nó nó đã phải lựa những hột nhãn thật to để chiếc nhẫn đủ rộng cho vừa ngón tay lật bật rồi hai đứa cũng học hết lớp nhì đến đây út con sang qua học trường tàu vừa mới mở ở xóm chùa cao đại trên lộ cái còn lại một mình tư ù ráng kéo hết năm lớp nhất rồi nghỉ học luôn ở nhà giúp việc nhà và tập thành bán cá với mẹ lúc này á con tư bắt đầu trổ mã da dẻ mơn mởn má hồng hồng mắt trong vắt tóc đen mướt thả dài đến ngang lưng và giọng nói thật là lãnh lót thân hình có thay đổi có trở thành con gái nhưng vẫn tròn trịa nặng cân út con cũng nhổ dò cao liêu khiêu nói tiếng trống tiếng mái tuy hai đứa không còn học chung nhưng vẫn qua lại gặp nhau thường và vẫn gọi nhau bằng bồ tiếng bồ từ thổi nhỏ bé bây giờ không còn nét vô tư nữa nhất là tiếng bồ của tư ù gọi út cóm nó có cái gì khác khác một cái gì nhẹ nhẹ một cái gì mà chỉ có con gái gọi người con trai mình thích mới gọi được như vậy thôi bây giờ út cóm đi học bằng xe đạp Sáng nào nó cũng đảo một dòng xuống bờ sông để đạp ngược trở lên ở dãy phố bên kia. Bởi vì sân xi si măng đã đầy bạn hàng, Sáng nào vào giờ đó con Tư cũng quét nhà vừa ra đến cửa để chào Út con. Đi học hả bộ? Thằng con trai vừa ừa vừa nhấn mạnh lên bàn đạp, làm tiếng ừa như bị kéo dài ra, giống như cái nhìn của con Tư đang kéo dài theo sau lưng bồ của nó. Lâu lâu tụi nó rủ nhau đào trùng đi câu ở bến gỗ thầy cai và luôn luôn đi chung với mấy đứa nữa chỉ có hẹn nhau lên chùa là tụi nó đi riêng. Làm như khu vườn sau chùa là một thế giới khác, một thế giới mà tụi nó đã xí từ hồi còn học lớp chót. Ở đó có mấy gốc nhãn, mấy gốc sung, gốc mít và vô số ổi, dây quanh bởi một hàng rào tre tươi. Trẻ con trong làng đều biết khu vườn đó nhưng chúng không vào được vì phải bước hẳn vào ngôi tam bảo mới có ngõ để đi qua đó mà ông thầy cả thì khó tánh, không cho trẻ con vào chùa sợ mất nét tôn nghiêm. Ông thầy này là bà con bạn gì với má con Tư. Nhờ vậy mà Tư ù với Út có được ra vào giường thông thả. Dĩ nhiên, chúng nó chẳng bao giờ dám lớn tiếng ồn ào. Ngoài ra, khi gặp dịp, hai đứa cũng biết phụ thầy hay mấy chú tiểu làm những chuyện lặt vặt như quét dọn bàn Phật, chưng bông, nấu nước, thành ra trong chùa coi tụi nó như người nhà. Lâu rồi thành quen, chẳng ai để ý rằng hai đứa nhỏ đã bắt đầu lớn. Những lúc lên chùa sau này không còn ý nghĩa ngây thơ, đi ăn cắp nhãn như hồi còn lớp 5, lớp 4. Lên chùa bây giờ giống như đi về nhà của tụi nó hay đi về cái ổ của tụi nó. Thấy khu vườn sau nhà tụi nó thuộc từng góc cây, bờ cỏ, thuộc từng lối đi quanh quẹo để tránh hòn non bộ, tránh mấy chậu kiển, tránh mấy cây đôn bằng sành. Ở đó chia nhau mấy trái ổi chua, mấy trái giấy mít chát để chấm muối ớt mang theo từng nhà. Vừa ăn vừa hít hà vì cay chảy nước mắt, vậy mà sao thấy ngon thấy vui hà chẳng nói chuyện gì nhiều vậy mà sao thấy đầy thấy đủ ở đó chỉ có hai đứa mấy năm sau út có nghỉ học ở nhà làm thợ bạc mấy năm sau tư ù đi lên đi xuống sài gòn chợ lớn bổ hàng về phân phối lại bán hàng trong chợ để bà già bán cá một mình mấy đứa khác trong gia đình đã xuống ở hẳn nhà người gì ở sài gòn để đi học Út con bây giờ bảnh trai ra, người dong dỏng cao, mặt mũi khôi ngô trắng trẻo. Tư ụ thì thân thể đẩy đà, chỉ đẹp gái ở giọng nói, nước da và mái tóc. Vẫn hay cười, dễ ngủ và vẫn lanh lẹ, tai bằng miệng, miệng bằng tai. Hai người vẫn qua lại với nhau như thổi nhỏ, vẫn gọi nhau bằng bồ. Tiếng bồ bây giờ thật đậm đà tình bạn, mà cả hai chỉ dành riêng cho nhau Lâu lâu thấy quần áo gì lạ lạ Mới mẹ ở Sài Gòn chợ lớn Tư ù mua giày tặng út con bận chơi Để lấy le với bạn bè Để trả lại út con âm thầm vẽ kiểu Chạm trổ một chiếc nhẫn bạc Mấy hôm sau gọi tư ù qua tiệm mà nói Bộ à, cho tôi nhiều thứ quá Bữa nay tới phiên tôi cho bộ cái này nè rồi cầm bàn tay tư ụ lên xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út xong á nghiêng bàn tay qua lại để nhìn tôi nhắm chừng dây mà cũng vừa ghê á hồi nhỏ tôi hay làm dòng hột nhãn cho bồ bồ còn nhớ hàng không tư ụ xúc động đến không nói được một lời út con vẫn cầm bàn tay nghiêng qua nghiêng lại để nhìn theo thói quen của thợ bạc Bây giờ có muốn làm dòng hột nhãn cũng không kiếm đâu ra hộp to để chơi dù với bàn tay tổ nói này á. Tư ù rút nhanh tay về đánh lên dây út có một cái bóp mà nói quỷ hả. À? Rồi cả hai cười gian tự nhiên làm như thổi ấu thời hãy còn nguyên dạng đó. Và có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều cũng muốn như vậy để đừng có gì thay đổi. Vậy rồi Út con đi cưới con Doành, con gái Út của ông Ban Ki. Đám hỏi và đám cưới làm cùng một lúc theo lời yêu cầu của đàn gái, vì ông Ban Ki phải dày tạo gấp sau đó. Hay tin đám cưới tư ù bỗng chết điến trong lòng. Đang ngồi trên bộ gián gõ mà tưởng chừng như chìm sâu ở dưới nước Nằm dài xuống bộ dáng Tư ù lấy khăn lông úp lên mặt để nước mắt thú nhận tình yêu giấu kín từ bao nhiêu năm thời gian sau á tư ù lấy tài xế cướp lái xe thiên thành chạy lên chạy xuống sài gòn chuyện này cả làng đều hay bà già chửi tắt bếp tư ù đổ lì chịu trận già hay vừa cười vừa giải thích đi bổ hàng riết rồi dính luôn à gỡ hỏng ra chắc tại cái số rồi á tài xế cướp dọn về ở chung trong nhà như hai vợ chồng Bà già mới đầu buồn lắm Nhưng lần hồi quen đi Nên cũng chẳng nói lời qua tiếng lại Bên tiệm vàng út con cũng có buồn lắm Thương cho người bạn gái chẳng gặp duyên mai làm cho hàng xóm dị nghị mà mình thì không biết giúp cách nào hết có hôm út có ngừng tay nhìn ngang tủ kiến sang nhà bên kia thấy thấp thoáng bóng tư ù mà có cảm giác như hình ảnh đó mỗi ngày mỗi một xa lần mà mình thì vẫn ngồi đây bất động chẳng một giới tay chẳng một dãy tay chẳng bằng hồi đó cái hồi mà còn đi chơi chung với nhau hai đứa cùng ngồi trên nhánh ổi chỉ một cái nghiêng người của tư ụ mà mình đã đưa tay chụp lấy nó vì sợ nó té làm nó cười lên hăng hắc chẳng bằng hồi đó chẳng bằng hồi đó út con thở dài quay về với công việc nghe lòng xe lại chụp hụt quẹt mái đốt đầu cái đèn khò chân đạp cái bơm gió út con điều chỉnh ngọn lửa đèn khò mà trong đầu hiện về biết bao nhiêu kỷ niệm để rồi tiếp tục so sánh cái hồi đó với cái bây giờ so sánh để vừa tiếc nuối vừa ân hận bỗng út con thốt lên nho nhỏ. nhỏ giọng như tự trách mình <laughs> vậy mà gọi nhau bằng bồ cái nỗi gì ý nghĩ đó làm cho út có muốn chảy nước mắt vội giả cầm cây đèn khò đưa ngọn lửa tạt qua tạc lại trên cục vàng nhỏ như hột bắp nằm gọn trong lòng khuôn để đừng có nghĩ gì nữa Vậy mà vẫn nghĩ rằng mình đang muốn đốt cho chảy ra để làm tinh khiết lại một cái gì cũng quý như cục vàng nằm ngay trước mặt ăn ở với tài xế cướp không bao lâu á tư ù mang bầu rồi sanh con trai bà già cưng như trứng mỏng vậy mà tài xế cướp kiếm chuyện gây gỗ mấy lần rồi xách gói ra đi ra đi khơi khơi dễ dàng làm như chuyện đầu ấp tai gối đứa con hòn máu chẳng có giá trị gì hơn chuyện quái gian xe đò của người hành khách cũng chẳng thấy tư ù buồn có ai hỏi thì trả lời Thằng chả nói à, nhà tôi tanh cá quá. Thằng chả chịu hổng nổi. Nói rồi á, tư ù cười lên ha hả. Có ai trách á, thì tự an ủi. Ui, thằng chả lái xe đò quen rồi. Tắp vô bến này một chút rồi đi. Rồi tắp vô bến khác. Hơi đâu mà trách. chớ như tôi đây ú na ú nần. Xấu xa xấu xí. Có thằng đàn ông nào thèm rớ đâu vậy mà thằng chả chiếu cố hết mấy năm coi thấy bạc nghĩa vậy chứ vẫn còn có tình còn phiền cách nhau chi từ ngày tài xế cướp bỏ đi vợ chồng út con vẫn chưa có con hay qua lại nhà tư ù ẩm bồng nựng nỉu thằng nhỏ và lâu lâu mượn nó về tiệm vàng chơi cả buổi gọi là để lấy hên thật ra đó chỉ là một cái cớ để út con nối lại sợi dây tình cảm bị gián đoạn từ ngày có mặt tài xế cướp và để tiếng bồ vẫn là tiếng nói từ trong lòng của hai người. Vợ út con cũng mến tư ù ở tánh bọc trực nên thường tới lui chị chị em em như đã quen thân nhau từ trước. Tư ù chẳng những không thấy ganh ghét vợ út con mà còn thấy con nhỏ thiệt dễ thương, nết na đầm thắm, lo cho chồng từng tí từng ly đối với tư á mọi sự đều dễ dàng không thành duyên nở thì thôi tình thương mình để vào lòng chứ làm khó khăn rắc rối nhau chi cho chúng ghét còn về chữ tình quan niệm của tư ù cũng rất là đôn hậu rõ rệt hãy à, mình thương ai thì mình muốn người đó sung sướng hạnh phúc người đó vui mình vui người đó buồn mình buồn Chứ còn nói thương người ta mà cứ đeo theo làm khổ người ta Thì đâu phải gọi là thương Có lẽ nhờ nghĩ như vậy mà tiếng bồ của tư ù Gọi út con lúc nào cũng thấy trong gieo mát rượi Như giọt sương trên tàu lá buổi sáng Mặc dù tâm sự đã gói ghém kỹ để trong lòng Lâu lâu tư ù vẫn thấy thèm được nói lên tiếng nói của con tim đó là những buổi trưa rảnh rỗi, nằm một mình trên võng đông đưa, ngẫm nghĩ diễn dông để cuối cùng lại trở về hoàn cảnh của hai người. Không kèm được trào lòng, tư ù ngân nga một câu giọng cổ. Anh hai ơi, cái mối tình của em đuối với anh, nó tở như trời cao biển rộng sông dài xuống hò thật ngọt và nghe như nỗi niềm trắc ẩn cũng theo chữ dài mà tuôn ra nhẹ nhẹ mấy tiếng anh hai ôi được vô một cách tình tứ sợ thiên hạ biết chứ nếu dám vô bằng anh út ôi chắc phải mùi hơn nhiều và chỉ có vậy thôi và chỉ cần có như vậy thôi tư ồ cũng đã thấy nhẹ thấy thỏa mãn thấy như đã nói hết những gì mình muốn nói khi chị tư nối nghiệp bài già chợ cá hãy còn nhóm mỗi sáng trên sân xi si măng hồi đó thằng con trai đã lớn đang đi quân dịch và vợ chồng út con cũng đã có hai cô con gái người trong làng kêu tư ù bằng chị tư nhưng lại gọi út con bằng chú út có lẽ tại cái góc tàu bởi vì họ đã có cái thói quen gọi người tàu bằng chú chệt và vẫn gọi tiếp tục như vậy cho dù chú chệt đó lần hồi đã già bảy tám mươi tuổi thành ra trong tiệm vàng đã có chú phấn bây giờ tấn lên có chú út con hai cha con đều được gọi bằng chú ngang nhau mỗi sáng chị tư dọn hàng ra chợ ngay trước nhà nên cũng tiện và nhanh hàng cá của chị gồm có hai thau nhôm thật to đầy cá nước trong gieo một tấm thớt gỗ dày hơi trũng xuống ở phần giữa vì đã được sử dụng lâu năm một con dao yếm để đánh dãy mẫu bụng cá một con dao phai để chặt khúc cá một cái thau nhôm nhỏ để bắt cá cho khách hàng coi và một cái cân sách đặc biệt trong chợ cá chỉ có chị tư là không có cái chài dồn dụng cụ này bằng gỗ thường được dùng để đập lên sóng dao phai cho khi muốn chặt con cá to ra từng khứa và nhất là khi cần bổ hai cái đầu cá để đừng có bị dập và để mỗi miếng coi cho nó ngon khách hàng không ưa những khúc cá bày nhầy cho nên hàng cá nào cũng phải có dao bén ngót và khi rã con cá cỡ bằng bắp chân trở lên á phải biết dùng dao yếm để khứa vào dao phai với cái chài dồ để xả vậy mà chị tư không cần tới cây chày dồ bởi vì chị mạnh tay lắm và chị nhắm đâu là chặt đúng ngay đó không xê xích một ly khách hàng ai cũng phục chị tư ở chỗ đó họ nói con tư nó múa dao như sơn đông mình chỉ ở đâu là nó phục ở đó ngay bon ngọt sớt chứ không phải như mấy con mẹ kia cầm chày dồ đập bơm bóp nghe mà phát nhức đầu à dọn hàng xong chị ngồi lên cái hộp gỗ cao bằng hai viên gạch có cái học như học tủ chị kéo học ra để tiền lẻ vào đó rồi bắt đầu chào hỏi bạn hàng cá và rau cải trong làng và nhất là trong chợ phần đông đều quen biết nhau hết nên câu chuyện trao qua trao lại dễ dàng thoải mái. Đó là giờ thông tin của các bạn hàng trong khi người đi chợ còn rải rác lưa thưa. À, để nói này nghe, đừng có nói ai nghe hết nha. Con gái của dì năm đôi có bầu với thầy giáo Thái. Họ giấu dữ lắm đó. Chèn ơi, tội nghiệp con nhỏ hôn à. Thầy bà gì mà ác nhân vậy? Vợ con cả đóng cả lèn rồi Mà còn dê con nhỏ làm chi cho nó khổ à Nè 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 Nghe nói ông xã Bảy mới rinh về một con vợ bé Không biết phải hôn hả ta Đâu nè Cháu gái của ổng đó Đừng có nói bậy Ổng cào nhà bây giờ á À con mẹ sáu bánh lọt sao hổm rài đâu mất không thấy hả Dân dân và dân dân trong lúc bạn hàng giải hay bạn hàng sáng đều có nhà hay cửa tiệm nằm dây quanh chợ nhà lòng, nghĩa là quy tụ lại một chỗ, thì những người bán cá lại có nhà ở rải rác trong mấy xóm xa chợ như xóm giếng, xóm chùa, xóm lò gạch, xóm nhà máy. Thành ra bạn hàng cá có tai mắt ở khắp nơi, cho nên họ là giới biết nhiều tin tức trong làng nhất và họ thông tin ăn bức phòng thông tin một hôm chợ vừa nhóm chị tư mặt hầm hầm cầm con dao phai chém xuống thớt nghe cái cốt rồi chỉ mũi dao về phía một bạn hàng cá ngồi cách xa mấy thước phía đối diện giọng lanh lảnh lia tao nghe nói mày đang riêu rao vụ gì đó phải không tiếng không được nhịp nhàng bằng tiếng dao chém xuống thớt cô gái tên lia vừa sang nước cá vừa trả lời chuyện gì đâu ai biết chị tư dẫn nhịp dao xuống thớp vậy chứ đứa nào đi nói cùng đồng á là thằng cha út có gian lận bán vàng giả mà la vàng thiệt hả hả bỗng con li đứng sọc lên ta chống nạnh mặt gân gân ờ à, tôi nói đó rồi có sao không chị tư cũng đứng lên ta vẫn cầm con dao phai điểm điểm có chừng sao không tao hỏi mày á vậy chứ út con có lường gạt mày hay không mày nói cho bà con nghe coi con lia khẩn một chút rồi cũng gân gân thằng chả làm đồ giả tôi nói làm đồ giả mắt mớ gì chị mà chị xí vô chị tư nổi nóng mà la lớn mắt mớ chứ sao không mắc mớ hả út con là bạn của tao tao không muốn ai nói xấu thằng chả hết nếu mày có bằng cớ thì trưng ra cho bà con coi rồi đem lên hội đồng xã mà thưa thằng chả chứ còn không có gì hết mà cứ đi riêu rao nói xấu người ta là tự mày muốn sanh chuyện chứ ai vô đây thấy căng quá mấy bà bán cá dội giả xúm lại can gián mỗi người dài câu ồn ào hỗn tạp trước khi ngồi xuống chị tư còn bồi thêm một câu gọi là để dằn mặt nè Tao nói cho mày biết nha. Mày mà còn kiếm chuyện nữa thì con dao này nó không tha mày đâu. Cái thứ ăn ở bất nhân thất đức không chém cũng uổng à. Con lia vừa sợ vừa đuối lý. Làm thinh ngồi xuống nhưng trong lòng thề sẽ có ngày nó rửa nhục. Nghe lộn xộn mơ chú út con từ sau nhà bước ra trước cửa tiệm để nhìn. Lúc đó cuộc cãi giả cũng vừa chấm dứt thiên hạ đi chợ cũng bắt đầu đông thành ra chú út không biết rằng bồ của chú vừa mới bên chú giọng đọc xứ Cô hoa xin tạm chia tay quý vị nơi đây hẹn gặp lại cái nhà vào phần kết của truyện ngắn chị tư ù vào buổi đọc truyện lần sau nhé chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc khi chợ đã bắt đầu đông bắt đầu ồn ào thì mạnh ai nấy rau hàng mời khách Chị Tư cầm cái cán cân nhắc lên để xuống đều đặn, làm cho ba sợi xích sắt rơi nhịp nhàng vào cái dĩa cân. Kêu rèn rẹt, rèn rẹt, miệng mời tí lia. Cá cô hai, cá gì tám? Chị nhớ từng sở thích của khách hàng, như dì Sáu Lộc ưa ăn cá trê vàng, còn cô Năm Ngự lại không ăn được cá không có dãy. Chị Hai Bia thì hay ăn đầu cá lóc, Mã coi chừng phải có đủ đùm ruột và gan mật còn nguyên chỉ mới chịu lâu lâu chị tư thọc tay vào thao vút ve mấy con cá giống như vút ve con mèo con chó vậy mà chẳng có con cá nào chém bàn tay của chị hết á và khi mà chị tư muốn bắt con nào á là chị luồn thật nhanh ngón tay cái và ngón tay trỏ vào hai măng cá nhấc bỏng ra khỏi nước mấy con cá lóc bằng bắp đùi chị cũng chỉ bắt có một tay mạnh như vậy nên bạn hàng cá ai cũng nể mặt dù xưa nay họ nổi tiếng là giới thô lỗ hỗn ảo